Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, nói đến vũ trụ, ai cũng phải thừa nhận rằng vũ trụ bao la và rộng lớn đến nỗi con người khó có thể tưởng tượng ra được. Nhưng trước khi vụ nổ lớn xảy ra, vũ trụ là không có gì cả. Tất cả bắt đầu bằng con số 0 tròn trĩnh. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 13,8 tỷ năm trước. Một vụ nổ lớn xảy ra, gọi là vụ nổ lớn Big Bang. Nó được ví như một cái nút ấn khởi động không gian, thời gian và vật chất vô tận. Mỗi khi các nhà khoa học tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ, họ lại lần theo những manh mối của vụ nổ lớn, đó là những bức xạ nền vũ trụ. Nhưng những bằng chứng đó chỉ dẫn các nhà khoa học đến vụ nổ lớn. Còn trước đó, chúng ta không biết điều gì đã diễn ra. Vậy hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng đi tìm hiểu lịch sử hình thành vũ trụ kể từ khi vụ nổ Big Bang xảy ra. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Vũ trụ được cho là bắt đầu từ vụ nổ lớn Big Bang, khai sinh ra không gian, thời gian, vật chất và năng lượng. Đó là mô hình lý thuyết vụ nổ lớn được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi nhất. Lý thuyết này đã trở thành mô hình vũ trụ học nổi bật, miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Bất chấp biệt danh nổi tiếng của nó là vụ nổ lớn, Big Bang không thực sự là một vụ nổ theo nghĩa thông thường, mà đúng hơn, đây là một khoảnh khắc trong thời gian. Theo đó, vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 13,8 tỷ năm trước và được coi là tuổi của vũ trụ. Đó là thời điểm mà thời gian bắt đầu, tức thời điểm mà tất cả các phiên bản tiếp theo được tính. Thời kỳ này, vũ trụ cực kỳ nóng và đặc, không gian bắt đầu mở rộng ra bên ngoài theo mọi hướng cùng một lúc. Mặc dù mô hình của vụ nổ lớn nói rằng vũ trụ là một điểm nhỏ vô cùng, có mật độ vô hạn, nhưng đó chỉ là một cách nói truyền miệng. Chúng ta không hoàn toàn biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó. Các phép toán vô hạn là không có ý nghĩa trong các phương trình vật lý. Vì vậy, vụ nổ lớn thực sự là thời điểm mà tại đó, hiểu biết hiện tại của chúng ta về vũ trụ bị phá vỡ. Sau thời điểm vụ nổ lớn, vũ trụ thực sự phát triển rất nhanh. Trong khoảng thời gian 10 mũ âm 30 giây, tức đó là số thập phân với 30 số 0 đứng trước số 1, vũ trụ có thể đã mở rộng theo cấp số nhân về kích thước, tách biệt các khu vực của vũ trụ mà trước đó chúng đã tiếp xúc gần gũi. Kỷ nguyên này được gọi là thời kỳ lạm phát. Các nhà vũ trụ học thích ý tưởng này vì nó giải thích tại sao các vùng không gian xa xôi lại xuất hiện rất giống nhau mặc dù bị ngăn cách bởi những khoảng cách rộng lớn. Sau giai đoạn lạm phát, kích thước vũ trụ đã tăng lên gấp 10 mũ 30 lần so với kích thước ban đầu. Vài mili giây sau thời điểm vụ nổ lớn, vũ trụ sơ khai thực sự nóng. Chúng ta đang nói tới cái nóng ở 4.000 tỷ đến 6.000 tỷ độ C. Ở nhiệt độ như vậy, các hạt cơ bản được gọi là hạt quark thường được liên kết chặt chẽ bên trong proton và neutron sẽ tự do lang thang ở xung quanh. Các hạt gluon mang một lực cơ bản được gọi là lực mạnh đã được trộn lẫn với các hạt quark trong một chất lỏng nguyên thủy đậm đặc trải khắp vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng tạo ra các điều kiện tương tự trong các máy gia tốc hạt trên trái đất, nhưng trạng thái đó khó đạt được như ở vũ trụ sơ khai. Có rất nhiều hành động trong giai đoạn tiếp theo của thời gian, bắt đầu khoảng vài phần nghìn giây sau vụ nổ lớn. Sau khi vũ trụ giãn nở, nó nguội đi và chẳng bao lâu sau, các hạt quark kết hợp với nhau thành proton và neutron. Một giây sau vụ nổ lớn, mật độ của vũ trụ giảm xuống, đủ để các neutrino và những hạt cơ bản nhẹ nhất, ít tương tác nhất, chúng có thể bay về phía trước mà không va chạm với bất cứ thứ gì. Chúng tạo ra cái được gọi là nền neutrino vũ trụ mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra chúng. Trong 3 phút đầu tiên của vũ trụ, các proton và neutron đã hợp nhất với nhau tạo thành một đồng vị của hydro được gọi là deuteri, cũng như heli và một lượng nhỏ nguyên tố li ti.
Nhưng một khi nhiệt độ giảm, quá trình này dừng lại. Cuối cùng, 380.000 năm sau vụ nổ lớn, mọi thứ đã đủ nguội để hydro và heli có thể kết hợp với các điện tử tự do tạo nên các nguyên tử trung hòa đầu tiên. Các photon trước đây đã chạy vào trong các electron, giờ có thể di chuyển mà không bị can thiệp, tạo ra nền vi sóng vũ trụ CMB. Vào năm 1965, lần đầu tiên con người phát hiện ra dấu vết của nền vi sóng vũ trụ CMB. Trong một thời gian rất dài, khoảng 100 triệu năm sau đó, không có gì trong vũ trụ phát ra ánh sáng. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ đen tối của vũ trụ. Kỷ nguyên này vẫn cực kỳ khó nghiên cứu vì kiến thức của các nhà thiên văn học về vũ trụ hầu như hoàn toàn đến từ ánh sáng sao. Khi không có bất kỳ ngôi sao nào thì thật khó để biết chuyện gì đã xảy ra trong thời kỳ đen tối ấy. Vào khoảng 180 triệu năm sau vụ nổ lớn, những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Sự sụp đổ hydro và helium tạo thành những quả cầu lớn. Các phản ứng tổng hợp hạt nhân ở trong lõi được kích hoạt khiến các ngôi sao bừng sáng. Chính nhờ vậy, vũ trụ bước vào thời kỳ bình minh, hay còn gọi là thời kỳ ion hóa. Bởi vì các photon nóng do các ngôi sao và thiên hà ban đầu bức xạ đã phá vỡ các nguyên tử hydro trung tính trong không gian giữa các vì sao, tạo thành proton và electron. Một quá trình được gọi là ion hóa. Rất khó để nói quá trình tái ion hóa kéo dài bao lâu bởi vì nó xuất hiện quá sớm. Các nhà khoa học dự đoán rằng nó đã kết thúc khoảng 500 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Sau giai đoạn này, các cấu trúc quy mô lớn được hình thành mà ngày nay chúng ta quen gọi là sự hợp nhất của các thiên hà. Các thiên hà nhỏ ban đầu bắt đầu hợp nhất với nhau tạo nên các thiên hà lớn hơn. Vào khoảng 1 tỷ năm sau vụ nổ lớn, các lỗ đen siêu lớn hình thành ở trung tâm của thiên hà. Chúng có hoạt động mạnh mẽ, hút các vật chất ở xung quanh, tạo thành các chuẩn tinh. Và rồi các chuẩn tinh đó trở thành những ngọn hải đăng trong vũ trụ. Chúng ta có thể quan sát chúng ở khoảng cách 12 tỷ năm ánh sáng. Trong vài tỷ năm tiếp theo, vũ trụ tiếp tục phát triển. Các điểm có mật độ cao hơn từ vũ trụ nguyên thủy đã hút vật chất vào bản thân chúng. Chúng từ từ phát triển thành các cụm thiên hà và các dải khí và bụi dài, tạo ra một mạng lưới vũ trụ dạng sợi tuyệt đẹp mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày nay. Sau khi các cấu trúc lớn được hình thành, ở một khu vực nào đó, dải ngân hà hay còn được gọi là thiên hà Milky Way cũng được sinh ra. Và rồi nó dần sát nhập với các thiên hà nhỏ hơn, các cụm sao để trở thành một thiên hà như chúng ta thấy ngày nay. Sau đó, khoảng 4,5 tỷ năm trước, hệ mặt trời của chúng ta cũng được hình thành. Một đám mây khí trong dải ngân hà đã sụp đổ thành ngôi sao màu vàng, đó là mặt trời thân yêu của chúng ta. Mặt trời sơ sinh với một hệ thống các vòng bao quanh nó trông hệt như một vành đai thổ tinh ngày nay. Những vành đai này sau đó kết hợp thành 8 hành tinh cùng với nhiều sao chổi, tiểu hành tinh lùn và mặt trăng tạo thành một hệ thống quen thuộc mà chúng ta gọi đó là hệ mặt trời. Ở trong hệ thống sao trẻ mới được sinh ra, nằm cách mặt trời khoảng 150 triệu km, một hành tinh đất đá được hình thành, đó là trái đất thân yêu. Các nhà khoa học tin rằng, cách đây khoảng 3,8 đến 3,5 tỷ năm trước, ở trái đất giàu nước, những vi khuẩn nhỏ bé đơn giản đã nhanh chóng xuất hiện. Tiếp theo đó là những dạng sống phức tạp hơn, và rồi đến những loài to lớn như khủng long hay các loài vật cổ đại khác. Cuối cùng đến khoảng 200.000 năm trước, những sinh vật đứng thẳng xuất hiện, chúng được cho là tổ tiên của loài người. Và rồi qua thời gian, bộ óc vĩ đại của con người đã giúp chúng ta hiểu được về nguồn gốc của vũ trụ. Nếu vũ trụ đã có khởi đầu như vậy, thì liệu nó có kết thúc hay không? Tất nhiên, đó không phải là kết thúc của mọi thứ. Các nhà vật lý vẫn chưa biết rõ điều gì đang tồn tại trong vũ trụ. Nhiều người cho rằng, để hiểu được vũ trụ, chúng ta cần hiểu được cách thức vận hành của năng lượng tối và vật chất tối, một thế lực bí ẩn mà cho đến nay con người không biết nhiều về chúng.
Có thể trong tương lai, vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi, đủ lâu để tất cả các ngôi sao trong tất cả các thiên hà đều cạn kiệt nhiên liệu, và thậm chí các lỗ đen sẽ bốc hơi thành hư không, để lại một vũ trụ tĩnh lặng bao trùm bởi bóng tối. Cũng có thể vũ trụ sẽ không kết thúc như vậy, mà chúng theo một chu kỳ tuần hoàn. Khi đó, vũ trụ giãn nở đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ co lại, và rồi toàn bộ vật chất bị dồn nén với nhau, tạo ra những cú này để trở thành một vụ nổ Big Bang tiếp theo, khai sinh ra vũ trụ mới. Cho đến hiện tại, không ai chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra. Hy vọng rằng, đến một lúc nào đó, con người sẽ đủ năng lực hiểu được cách thức vận hành của vũ trụ để chúng ta có thể làm chủ chính không gian, thời gian mà con người đang sinh sống. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá lịch sử hình thành vũ trụ kể từ khi vụ nổ Big Bang xảy ra. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tôi thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.